Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang quan tâm và theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của Em Lợi. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe bên em vừa mới về. Đó là chiếc Isuzu D-Max sản xuất năm 2011, số tự động, máy dầu, một chủ từ đầu. Chiếc xe nhập nguyên chiếc Thái Lan. Vâng, chiếc xe thì bên em cũng đã kiểm tra và khẳng định với quý anh chị là một chiếc xe khá là đẹp. Vâng, với chiếc xe này thì tình trạng chiếc xe là không đâm va biến dạng ô tô, vỡ kính, vỡ đèn. Và toàn bộ máy số là nguyên zin, không bị ngập nước. Xe Isuzu D-Max này sản xuất năm 2011, sử dụng động cơ 3.0 máy dầu, đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Về toàn bộ ngoại thất bên ngoài em quay cho quý anh chị xem, và toàn bộ ngoại thất sơn zin còn đến 90%. Và quý anh chị nhìn cái đồng xe này, nó khá là mới và sơn zin nó bóng đẹp, không có dấu hiệu bị bảo tít nên là nó không mấp mô hoặc là không bị có cái làn sóng của cái bảo tít, nhìn nó không được, cái đồng nó không được căng. Nhưng mà chiếc xe này thì đồng nó khá là căng và đẹp. Với động cơ Isuzu D-Max thì đi khá là tiết kiệm, đồ đạc thay phụ tùng thì cũng không phải là đắt. Và chiếc xe này thì rất phù hợp cho quý anh chị nào mà có nhu cầu đi lại trong phố, với số tự động đi rất chi là nhàn. Vâng, toàn bộ đèn pha, lốp, la răng khá là đẹp. Đèn bi xi lông đây ạ, toàn bộ mặt ca lăng nguyên zin từ đầu. Cabo không có dấu hiệu bị móc méo. Và đèn gầm, đèn pha rất chi là đều nhau hai bên. Đây là toàn bộ các cái phần gầm ở phía dưới của chiếc xe. Với chiếc xe không đi công trường mà đi đường bằng nên là cái phần gầm này rất chi là đẹp. Máy khô không dấu hiệu bị thấm dầu. Toàn bộ một dàn lốp của chiếc xe thì cũng đang còn là rất chi là dày, nên là quý anh chị mua về không phải lo về chuyện phải thay lốp. Và toàn bộ sassi không có dấu hiệu bị han gì cắt nối, mục mọt. Đấy, toàn bộ em quay rất chi là thật cho quý anh chị xem. Với cái tầm tiền hơn 300 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc D-Max đây, số tự động. Phần gầm em quay cho quý anh chị xem. Sơn zin toàn bộ không có dấu hiệu bị cắt nối về sassi. Và toàn bộ em chạy thử kiểm tra thì gầm đi khá là chắc chắn, rô tuyên không bị kêu. Và toàn bộ cổ bô cổ xả rất chi là sáng. Với 9 năm sử dụng mà chất xe khá là đẹp. Đây là toàn bộ cái phần lót thùng phía sau của chiếc xe, hai bên thành lót thùng không có dấu hiệu bị chảy xước. Và đây là toàn bộ cái đèn hậu nguyên zin từ đầu, đèn hậu nguyên bản. Và các cái phần lót thùng phẳng phiu, không bị chở nhiều nặng hàng nên là móc méo. Và đặc biệt các phần chỉ cốp này là nguyên bản nên là tuyệt đối không bị đâm va từ phía sau. Và sau đây em hướng quay vào phần nội thất bên trong của chiếc xe. Về phần nội thất thì khá là đẹp. Xe được trang bị nội thất ghế da màu đen, với chất liệu da này thì quý anh chị vệ sinh khá là sạch sẽ. Và toàn bộ ghế da không có dấu hiệu bị chảy rách. Táp ly bóng khí bàn thờ là nguyên zin. Và xe được lên màn hình DVD. Đây là cái phần củ số của chiếc xe này, khá là mới, với 9 năm mà sử dụng mà toàn bộ vô lăng củ số còn nguyên thủy từ đầu, không bị bọc vá lại hoặc là không bị thay thế, nên là một chiếc xe đi khá là ít và tiết kiệm. Toàn bộ về phần trần thì nguyên bản từ đầu theo xe. Đây, từ các cái bậc lên xuống này. Và các cái phần cột là sơn zin hết toàn bộ từ đầu. Ốc nhái chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Vâng, về hàng ghế phía sau của chiếc xe thì cực kỳ đẹp,
không có dấu hiệu bị chảy rách, và toàn bộ là nguyên bản về nội thất này, điều hòa âm thanh thì em đã kiểm tra đều rất chi là mát, và số côn số chuyển số rất chi là ngọt ngào. Về các cái phần táp ly cánh cửa và phần cánh cửa thì khẳng định với quý anh chị 100% là kính zin theo xe, táp ly không có dấu hiệu bị sơn lại, thông số kính đều là của hãng, và toàn bộ các cái phần ốc khóa bản lề là nguyên zin sơn đánh dấu hết toàn bộ, không có dấu hiệu bị tháo lắp. Và đây là hai cái cánh cửa bên lái của chiếc xe, toàn bộ là cánh nguyên thủy nguyên bản từ đầu, cam kết với quý anh chị không đâm va. Nếu quý anh chị đến phát hiện ra đâm va, em xin bồi thường cho quý anh chị 50 triệu tiền đi lại. Và toàn bộ tay nắm mở cửa là nguyên bản. Bên em lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Với tiêu chí bên em là phục vụ quý khách hàng những chiếc xe chất lượng nhất. Từ các bàn đạp phanh ga này không có dấu hiệu bị mòn, và các cái ốc bản lề bốn cánh cửa là sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên và sơn zin toàn bộ. Em kiểm tra và khẳng định với quý anh chị là chất xe đẹp. Vâng, và đây em hướng máy quay vào phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem. Toàn bộ các cái ốc tai liên sườn hai bên đầu của cái xe và chỉ cabo là nguyên zin từ cái chống nóng này, khá là mới và đẹp. Đấy. Tem mác cabo là nguyên hãng Isuzu. Và toàn bộ các cái thanh rằng, két nước đều chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Đặc biệt là máy thì cam kết với quý anh chị đây, máy khá là sáng và đẹp, khẳng định chưa bị tháo lắp. Và máy số nguyên zin, không bị ngập nước. Từ các cái sơn đánh dấu và ốc chưa có dấu hiệu bị tháo lắp. Quý anh chị nhìn là rất chi là thực tế đây. Máy cực kỳ sáng và đẹp. Vâng, và đây là tiếng động cơ đang hoạt động này. Máy chạy khá là êm, không có dấu hiệu bị rung lắc và gõ, nên là quý anh chị yên tâm. Vừa rồi em Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Isuzu D-Max sản xuất năm 2011, số tự động, máy dầu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.